năm ý tưởng kinh doanh đồ ăn vặt hái ra tiền từ thầy Lê Thẩm Dương. Vâng, tôi là Cú Ca, chuyên gia marketing, và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn năm ý tưởng đó. Hỡi các đầu bếp chưa có tên nhưng chưa có tuổi, hỡi các bà mẹ bỉm sữa, các bạn có một tay nghề nấu ăn rất là khá đúng không nào? Và đây là lúc các bạn thể hiện kiếm tiền với hình thức kinh doanh đồ ăn vặt online. Các bạn thấy đó, các bạn nấu ăn rất là ngon này, gia đình bạn bè ai cũng khen, ai cũng thừa nhận. Ấy thế mà cái bà bán hàng đầu ngõ, bà làm rất là dở nhưng mà vẫn rất là đông khách. Tại sao lại như vậy? Tại sao bà ấy làm không bằng bạn nhưng lại kiếm được rất là nhiều tiền? Có vẻ khả năng chế biến của bà tệ hơn bạn nhưng bà vẫn nhan nhản kiếm tiền ngoài đó. Bạn có muốn được kiếm tiền nhiều hơn bà không? Bạn có muốn kiếm tiền dễ dàng với tài năng của mình không? Hãy cùng tôi đi hết 5 ý tưởng kinh doanh đồ ăn vặt sau đây. Các bạn tin tôi đi, kinh doanh đồ ăn vặt online nó cực kỳ sướng các bạn ạ. Không phải tốn phí mặt bằng nè, không sợ những cái sản phẩm dư thừa nè, đơn tới đâu thì ta làm tới đó. Nhu cầu ship đồ ăn thì càng ngày càng tăng. Các cái hãng như là Grab nè, Foodie nè, địa điểm ăn uống nè, họ đang phát triển cái mô hình ship đồ ăn rất là nhiều. Và đây là cơ hội tuyệt vời cho các bạn. Không những họ giúp các bạn có dịch vụ ship đồ ăn, họ còn giúp các bạn thu hút khách hàng để bán được đồ ăn online các bạn ạ. Vậy hãy cùng tôi đi hết 5 ý tưởng kinh doanh online nè. Đầu tiên mình muốn nói tới là món chè các bạn ạ. Vì sao mình lại nhắc tới món chè đầu tiên? Chè là một cái món ngọt có sức gây nghiện cực kỳ cao. Đây không phải là lời nói suông các bạn ạ. Đây có một nghiên cứu rất là rõ của cái tiến sĩ Bas Hobel của trường đại học Princeton Mỹ. Ông này ông đã chứng minh là đồ ăn ngọt nó có tính gây nghiện gần giống như với ma túy. Thì ông thí nghiệm trên chuột á, ông cho chuột hai cái bát, một cái bát pha nước đường, một cái bát pha chất heroin. Thì sau thời gian chuột uống cả hai cái bát thì cuối cùng nó chỉ chọn cái bát nước đường để nó uống thôi các bạn ạ. Bạn thấy sức hút khủng khiếp của món chè như thế nào chưa? Vậy bạn có tin tưởng vào món này không? Các bạn có thể ship cái món chè này tới các cái mô hình công sở này, các cái mô hình trường học này. Đây là những nơi mà rất là tiêu tốn năng lượng về trí óc, nên là cái lượng đường trong não nó giảm, nên họ có xu hướng thèm ngọt rất là nhiều. Chú ý cái môi trường này nha các bạn. Bạn có thể dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền ở những môi trường này, đối với các món đồ ăn ngọt nói chung, món chè nói riêng. Món thứ hai mình muốn nói đó là món ốc các bạn. Món ốc thì chưa bao giờ là hết hot. Đó là món gọi là món ruột của giới trẻ các bạn ạ. Và món này thì sao? Ăn không biết no, ăn nhiều không sợ mập. Đó là lợi ích của cái món này các bạn ạ. Và nếu bạn là chủ quán thì bạn có thể hái ra tiền và xoay vốn rất nhanh với cái món này. Và các bạn lưu ý một điều là gì? Món ốc á, nó có một thứ rất quan trọng, đó là độ tươi và độ sạch. Khi kinh doanh ốc á, các bạn phải tập trung vào xử lý ốc rất là sạch sẽ thì khách hàng họ mới ưa được. Bạn có thể làm gì? Bạn có thể xào, luộc, hấp, ươm dừa các kiểu. Và đừng quên, bạn cần một món nước chấm tuyệt vời thì món ốc mới thực sự là món thu hút. Món thứ ba các bạn có thể nghĩ tới, đó là món thịt xiên nướng, xúc xích, chân gà nướng, các loại cánh gà. Đây là món quá quen thuộc rồi. Các cái món nướng này rất là dễ làm mà nguyên liệu cũng dễ kiếm nữa các bạn. Chế biến thì cực kỳ đơn giản. Và món này là món kích thích vị giác rất là cao. Nếu các bạn đang kinh doanh món này, các bạn hãy thử đưa nó lên môi trường online để bán xem sao. Rất nhiều người mong muốn ăn được món này từ xa. Rất nhiều người họ ăn rất ít, chỉ muốn vài que xiên nướng hay vài cái cây xúc xích, họ mất thời gian tới nơi đó ngồi ăn họ không thích. Thì bạn có thể ship tới tận nơi cho họ. Bạn có thể kiếm được một khoản rất là khá với cái hình thức này. Tiếp theo là hình thức thứ tư các bạn có thể chú ý, đó là kinh doanh các cái loại nước ép trái cây này, nước sâm này, các loại nước bắp, nước đậu nành chẳng hạn. Tại sao ư? Ngày nay rất nhiều chị em bắt đầu sống healthy hơn xưa rất là nhiều rồi. Thích uống nước trái cây này, các loại thanh lọc cơ thể này, nước sâm này. Nói không với các loại trà sữa, các loại nước pha chế mà không thiên nhiên. Thì cái phân khúc tiêu dùng này là phân khúc tiêu dùng rất là thông minh. Và họ rất chịu chi các bạn ạ. Nếu bạn có một cái mô hình nước ép chất lượng, họ sẽ chấp nhận trả cho bạn với mức giá vừa phải. Vốn một lời ba là hoàn toàn có thể các bạn ạ.
Và thứ năm đó là mô hình bán hoa quả dầm, có thể là bán cóc dầm này, xoài dầm này. Một số chị em không có gu mặn các bạn, họ có gu chua, vì vậy đánh vào cái phân khúc đồ ăn chua rất là hợp lý đối với những người này. Các loại như cóc dầm, xoài dầm bạn rất là dễ chế biến này, ship đi thì bạn cũng không cầu kỳ gì này, không cần bảo quản nóng, không cần bảo quản lạnh gì cả, cứ thế mà ship đi thôi. So với ốc, so với thịt nướng thì đôi khi cái món này còn hot hơn nữa, nó còn dễ dàng ship đi, dễ dàng vận chuyển, dễ dàng chế biến hơn nữa. Và đây là một trong những món bán online rất lý tưởng các bạn ạ. Và vừa rồi thì mình đã trình bày 5 ý tưởng kinh doanh online khá là hấp dẫn, bạn có thể bắt đầu ngay nó bán online. Nếu bạn đã có sẵn mô hình, hãy bắt đầu bán online ngay đi, vì đó là một nguồn lợi nhuận rất là lớn, sẽ bổ sung vào cái doanh số của bạn. Và đừng quên like bay Cuca, subscribe kênh của Cuca, để hàng ngày mình có thể cập nhật cho bạn những thông tin giá trị. Mình sẽ không spam đâu, hứa đấy.